chào các bạn hôm nay mình đi chợ post and Carry nha các bạn các bạn ơi trong chợ này thì người ta chuyên bán đồ sĩ nha các bạn bán tất cả cái gì cũng số lượng nhiều thùng thùng như vậy như cà chua như vậy thì người ta bán cả thùng nếu mình mua lẻ thì một lon là 3 đô 79 đó mình mua thùng thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều đó hôm nay thì mình sẽ mua con vịt <laughs> vịt ở đây bán rất là ngon thịt rất là nạp ăn rất là thơm đó các bạn chợ mỹ nhưng bán vịt ngon hơn chợ việt nam đó nha các bạn nhớ ghé chợ cast and carry mua vịt về luộc ăn nha luộc làm gỏi vịt cháo vịt ăn cũng ngon nè rồi làm vịt nấu chao nè rồi à, vịt quay nữa <laughs> rồi à, bún măng vịt tất cả những món ăn về vịt thì mình vô đây mình mua ăn rất là ngon thì đó ông xã mình sẽ lấy cho mình hai con hôm nay tầng dưới người ta có bán gà rồi trên người ta bán vịt đó ở trên nữa thì bán con gà thất kỳ con gà bự đó <laughs> các bạn có muốn ăn con gà thất kỳ bự thì mua về ăn <laughs> con vịt này thì đông đá mình mua về mình để rã đông khoảng bảy tám tiếng à là nó tan hết đó thì mình làm món gì về vịt mà ăn <laughs> lấy hai con lạnh ngắt đứa con trai mình đẩy xuống <laughs> rồi bỏ tất cả lên xe mấy đứa nhỏ nhà mình ngồi lên rồi ông xã mình kéo đi luôn nè đó <laughs> mấy đứa nhỏ vô chợ này thì rất là thích ngồi lên xe ba đẩy đi như vậy đó là mê lắm các bạn đi rồi chỉ cái này chỉ cái kia bánh trái lấy ở đây là cái nước đường nước đường này mình có thể làm bánh trung thu hay tất cả các loại kẹo mè hay kẹo đậu phộng dĩ rất là ngon hôm nay mình sẽ mua cái chai này về để mình làm kẹo hồ lô dâu hoặc là tất cả những trái cây về làm về kẹo bọc đường đó các bạn thử xem cái loại này làm có thành công không chứ mình làm cái đường cát ấy, chưa bao giờ được thành công hết nó dẻo dẻo nó không có chịu giòn các bạn đó thì mình sẽ đẩy xe đi tiếp tục xem có món gì ngon thì cứ lấy rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái tủ này mình sẽ lấy một ít thịt cua giả nha các bạn cua thì người ta đặt là cua giả chứ không phải là cua thiệt thì cái trong này thì người ta làm bột với cá hoặc là bột với cua ta làm cái hình dạng nó giống như là một miếng cua mà mình mới lộ vỏ ra đó uhm, thì mình đem về mình ăn với bánh canh rất là ngon đó mình hay mua cái này để dành trong tủ rồi lúc nào ăn bún hay bánh canh gì bỏ hai ba miếng vô ăn cũng ngon lắm á đó. đó hôm nay mua hai bịch một bịch thì có ba đô thôi uhm. Chợ này thì bán rẻ hơn những chợ khác nha các bạn Dù mình mua ít vẫn là rẻ hơn Đó Thì đẩy đi tiếp tục ha Ở đây người ta bán con lem nè Con nghêu đó Rồi trên này sò điệp các bạn đó Một bịch thì 55 đô Cũng mắc quá ha Hôm nay mình sẽ mua con ốc Con gì về ăn ha Để xem Ở dưới này nè Có con mussel, cái con này nè. Đó, con này ở bên Việt Nam người ta đặt con xìa hay con con hến gì á các bạn ha. Đó, đen đen nè. Thôi cái bịch này nhỏ quá, ăn ít quá thôi mình đổi cái bịch ừ, lớn hơn chút xíu. Lấy lớn hơn chút xíu về ăn cho mới đủ ha, cái bịch này ít quá. Đó, cái cửa này nó tự động đóng mà. Rồi sẽ lấy <laughs> cái đó người ta lột vỏ rồi để mình lấy cái bịch lớn hơn chút nè đó cái này hai pound cái này một ký ha ký ăn đủ rồi đó về xào xả ớt cay cay lên uhm, ăn rất là ngon rồi sẽ đẩy đi tiếp <laughs> ông xã vô đây thì chỉ đứng đợi lấy xong một món hàng gì đó rồi ông đẩy đi ở đây bắp nổ nè uhm rất là ngon đó ở nhà mình cũng có bắp nổ bắp nguyên hột đó giống dày nè đó mình thích là mình bỏ vô mình nổ lên rồi ăn thôi các bạn rất là tiện lợi rồi ở đây bán đồ hộp thôi đầy đủ tất cả những đồ hộp mà mình muốn ở đây đó dầu dừa nè dầu dừa này dầu dừa tự nhiên các bạn organic một hộp như vậy thì khoảng 36 37 đô đó đó, hộp như vậy khoảng uh, 2 kg đó các bạn. Còn nữa nhiều thứ lắm. Đây, cái sữa của um, hạt hạnh nhân nè, hạt almond đó. Đó, cái này uống cũng ngon lắm. Rồi, thôi quay muối gì đây? Ừ, nhà mình có muối rồi. Mình sẽ tới cái chỗ bán bột mì nha các bạn Bột mì để mình về mình làm bánh nè Đó, bột mì thì người ta bán nguyên cả bao như thế này Bột mì ở đây thì người ta bán rất là rẻ Rẻ hơn các chợ bán lẻ rất là nhiều Đó, một bao như thế này thì khoảng 20kg Khoảng 41 phao đó các bạn Nhưng mà mình làm sao mình ăn hết cái bao đó được Mình sẽ lấy cái bịch này thôi ừ, Cái bịch này thì khoảng hai kg mấy, gần 3kg thôi Đó, đủ ăn rồi ha Ừ rồi đây nguyên một bịch bắp nổ người ta nổ sẵn người ta trộn bơ rồi trộn uh, phô mai vô um, béo béo mặn mặn ăn rất là ngon đó thì mình sẽ mua một uh, hộp tương tương ớt ha đó mấy đứa nhỏ ngồi sẵn đây đợi nè <laughs> chở hàng đi đã nặng rồi còn chở mấy đứa nhỏ nữa sao đẩy cho nổi đây ừ. đó <laughs> Con, con gái lớn lớn rồi mà cũng ngồi ở đây nữa Ngồi sát vô rồi đẩy đi hết <laughs> mày đứa nhỏ đi Để xem mình còn thiếu món gì nữa không À mình sẽ mua một ít nuôi nha các bạn Món nuôi này thì mấy đứa nhỏ rất là thích Vào lúc buổi sáng Đó mình luộc lên cho mềm Sau đó mình xào với thịt bằm Với rau quả với một ít tương cà chua. Mấy đứa rất là mê món này buổi sáng mình mua hai loại, một loại nuôi màu xoắn và một loại nuôi thẳng để mình thay đổi cho con mình ăn. Đó. Cái loại nuôi này ăn rất là dai nha các bạn, ngon lắm đó. Thì ở tủ lạnh này người ta bán cũng nhiều loại lắm. Tôm rồi bánh trái người ta cũng để trong này nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô ở trong một cái nhà cái nhà này là bán chuyên bán kem mà kem thùng đó các bạn. Đó, mình không có mặc áo ấm cho nên mình chỉ vô 2 phút rồi chạy ra liền. Ở trong là đông đá rất là lạnh, mấy đứa nhỏ cũng muốn vô thử. Rồi vô thử đi. Ghê quá lạnh đó. Rất là lạnh ở trong này nguyên cái nhà lớn người ta bán nè. Nè. Đó, hamburger nè. Bán đủ thứ vô trong này lạnh lắm đi ra đi ra bệnh đi ra đi ra liền cho mẹ kem này các bạn. Đó, ta bán từng xô, từng xô như vậy. Mỗi thùng kem vậy là 37 đô, 28 đô cũng có hết đủ loại hết nha. Đó. Mấy kem làm gì? Bự quá đâu về ăn hết đâu. Đó, kem nè các bạn. Kem đó. Đi ra lạnh quá, lạnh lạnh lắm các bạn ơi. Nè kem nè các bạn. Đó, tao bán như vậy để mình mua về mình bán nhà hàng đó các bạn. Vô đây lạnh cống luôn Đi ra đi ra Lạnh chịu hết nổi rồi Đi ra con Đó các bạn thấy chưa Bán đủ thứ hết trơn Đó Mình lấy cái này để về chiên cơm chiên cho mấy đứa nhỏ này Có đầy không? đủ Lấy đi Lấy hai cái này đi Bắp với đậu Về mình làm cơm chiên À nặng quá Lạnh quá các bạn ơi uh, Lạnh mở cửa cho mẹ con vô trong cái nhà đông đó lạnh cứng luôn các bạn Hừ, phải chạy ra sớm thôi mấy đứa nhỏ cũng kêu ra liền sợ ở trong sẽ bị bệnh đó thì cô con gái lớn của mình lựa nguyên một thùng kem một thùng kem như vậy khoảng 38 đô đó các bạn về ăn không biết mấy tháng mới hết nữa đó thì mình dở ra để mình xem kem loại gì ở trong này nó có kẹo sinh gum ở trong rồi dâu rồi tất cả cái loại kem trái cây người ta đều trộn vô trong này thì mình ăn mình lấy cái bánh kem đó mình xúc ra ha thì đó mấy đi nhỏ vậy là thích đó đó thùng kem mà mình mua như vậy 38 đô thì khoảng 800.000 tiền Việt Nam nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ đẩy đi đi tìm những món gì mình thiếu thì mình lấy bổ sung vô ha ở đây là thơm người ta cũng bỏ đông lạnh nữa nè rồi vị quất rồi rau rồi mâm xôi rồi um, trái uh, kiwi người ta cũng đông lạnh luôn ở đây rất là nhiều trái ô liu muối chua các bạn ăn cũng ngon lắm đó mấy bữa mình hay mua ăn lắm mà lâu nay không có ăn lại bữa nào mình mua về một hũ mình ăn <laughs> nói mùi vị cho các bạn xem cho vui nha. Đó thì rất là nhiều. Ừ uhm, một bình như thế này thì khoảng gần 4 ký đó các bạn. Thì khoảng 28 đô. Đó, 28 đô thì khoảng gần 600 000 ngàn ha. Rất là nhiều, cái hộp nhỏ nhỏ ở trên này nè ít hơn nè. Ừ uhm. 18 đô thôi Mấy đứa nhỏ cũng lấy một ít cái bánh này Để bỏ kem vô đó Mở xem có bị bể không Ở đây là Cái chỗ bán thịt, bán phô mai Bán xúc xích hot dog, bán đầy đủ ừ, Đừng đóng cửa lại Mở ra để mình vô Mình sẽ quay hết tất cả ở trong này cho các bạn xem Thì thịt bò này các bạn Thịt bò ở đây rất là tươi, rất là ngon mà còn rẻ nữa Thì 5 đô một pao, có loại 3 đô một pao nữa các bạn Có ngày người ta giảm giá chỉ còn có một đô nửa ký, một đô mấy nửa ký thôi đó các bạn Chợ này cũng hay giảm giá lắm ừ, Thì không giảm giá, mình mua như vậy cũng đã rẻ rồi Đó, mua thì phải mua nguyên cục bự đó các bạn cục bự như vậy về mình phân chia ra mình ăn nhưng mà mình không có mua cục bự đâu chút xíu mình sẽ lấy cục nhỏ ở đây bán phô mai nè phô mai trắng phô mai trắng vàng rồi phô mai người ta ướp gia vị tỏi ớt hành đầy đủ ha tất cả những phô mai ở đây các bạn thích loại nào đó các bạn mua về thử <laughs> mình cảm thấy ngon thì mình mua còn bây giờ thì mình sẽ lấy một hộp phô mai trắng vàng nha các bạn Phô mai này thì người ta trộn hai loại vô chung Ăn rất là ngon Nướng với rau quả với ớt chuông cũng rất là ngon nè Ăn với hot dog cũng ngon lắm Rồi với hamburger nữa Thì mình sẽ quay hot dog cho các bạn xem Tất cả những loại hot dog ở đây có đủ loại hết Hot dog bò, gà, heo Rồi hot dog thịt của con gà thắc Con gà bự đó các bạn cũng có ở trong này luôn Thì hôm nay mình sẽ lấy một cây hot dog thiệt là bự hốt đó khổng lồ nha đó khoảng 2 kg các bạn rồi mình sẽ về nghĩ xem nướng hốt đó với món gì ăn đây đó thì cầm như vậy rồi mình quay những cục thịt thêm quá bự luôn ha đó khoảng hai đô mấy một phao thôi quá chừng luôn wow nhìn cũng thèm thiệt đó thì um, cục thịt hốt đó này thì mình đã lấy rồi 3 đô 14 bốn một pau. Đó, cũng rẻ mà, nguyên cục như vậy thì khoảng 16 đô đó các bạn. Đó. Thì người ta bán nhiều lắm. Đó, mình quay. Wow, cái cục thịt hem này người ta đã cắt ra rồi, nhìn ngon quá ha. Cục à, xúc xích rồi vuông rồi cục thịt hem bầu bầu tròn tròn. <laughs> nhìn hấp dẫn quá. Thôi đứa con gái mình cầm giùm cho mình cây hot dog với một mớ phô mai đi ra ngoài đi ha. Rồi mình sẽ mua thịt bò đó hôm nay thì thịt bò này mình hay mua lắm nè thịt bò này người ta đã cắt lát 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 sẵn rồi mình mua về mình chỉ cắt lát nhỏ hơn chút xíu rồi mình xào nấu gì đó rất là tiện thì một hao khoảng 3 đô mấy đó chạy ra một ký khoảng 140.000 tiền Việt Nam đó các bạn đó thì phô mai nhiều lắm mình quay đó, phô mai bột, phô mai sợi người ta bào ra. Nguyên một cửa hàng phô mai ở đây thì người ta bày bán như vậy thì mình mua ít thì giá cao hơn còn mình mua nguyên thùng thì giá rất là rẻ nha các bạn. Nguyên một thùng thì có 43 đô thôi. Thì chạy ra một bịch như vậy người ta bán lẻ thì khoảng 10 đô. Đó, thì đó Phô mai vàng, phô mai trắng Đủ loại hết Mình mua về rải vô Mì ý ăn rất là ngon nè Rồi làm bánh pizza nè Rồi <laughs> làm đủ thứ hết Về món phô mai Ăn phô mai con nít ăn Thì sẽ rất là mau cao ha Có rất là nhiều canxi Là sữa đó các bạn, sữa đặc thôi Đó, mình đã quay hết Cái cửa hàng phô mai, thịt Rồi hotdog cho các bạn xem rồi Bây giờ mình sẽ ra xe bỏ đồ lên đây thôi đó <laughs> Chuẩn bị Đẩy đi tiếp tục ha Thôi chắc vô mua một cục hot dog đi các bạn Hot dog nhỏ nè Về để dành ăn nè Nướng ăn nè Đó Thì không biết hot dog ở đâu hả à? Hot dog đâu mình cảm thấy ngon Lúc trước mình có mua cái loại hot dog nào đó Hot dog thì một bịch khoảng Từ 20 đô, 13 đô cũng có Rồi cái hot dog này nhỏ nhỏ nè Ăn cũng rất là ngon ừ, Thịt bò ha thì 14 đô như vậy. Một bịch như thế này chắc cũng gần 2 kg đó, cũng nhiều lắm á. thôi, mình không lấy bịch này đâu. Mình sẽ đi tìm loại khác, mình xem đi, xem một chút xíu nữa. Đó, hốt đó này cũng 14 đô nè. Đó, thấy chưa? 14 đô một bịch như thế này. Loại này không biết có ngon không nữa. Mình nhớ nhớ cái loại nào mình cảm thấy ngon, à cái loại này nè. Loại này lúc trước mình có mua rồi Rất là ngon Hôm nay mình sẽ lấy loại này đi ha Lấy loại này về Nướng lên ăn Ok Mấy đứa nhỏ mê lắm các bạn đó, Đã lấy xong đó ừ, Quên lấy hot dog nhỏ thì vô lấy đó Mình quay cái cục phô mai bự cho các bạn xem nè đó Nguyên cái bánh nhìn ngon ha Rồi Mình sẽ đẩy đi tiếp tục Giờ mua cái gì đây Mua gì đây? Wow, trái cây quá chừng là trái cây luôn đó Mùa trái cây mà, mùa táo mà Một bịch như vậy khoảng 3 đô 19 thôi Khoảng hơn 60 ngàn tiền Việt Nam Một bịch một bịch như vậy khoảng 2-3 kg đó các bạn Đó Thôi hôm nay mình sẽ lấy kiwi Kiwi màu xanh này về ăn cũng rất là ngon đây Đó, ngon lắm đó thì à, mình để hơi chín chín mềm mềm chút xíu thì mình ăn cảm thấy vị ngọt nó thanh còn còn sống thì mình phải ăn à, chua ừ, thích ăn kiểu nào cũng được đó thì lấy bỏ lên xe thôi rồi tiếp tục đẩy đi xem còn thiếu món gì nữa mua gần chặt hết chiếc xe rồi các bạn thấy đây là một loại ớt khô mà đen thù lui chắc mình mua một bịch về mình lấy hạt mình tỉa xem cái trái nó ra như thế nào ha đó, một bịch cũng mát cũng hơn 8 đô Hơn 7 đô chứ Thì đây có nước táo nè Một bịch một bình táo về khoảng 4 đô đó các bạn Thì bây giờ mình sẽ ghé vô chỗ tiệm rau Rau quả ha Ở đây bán những nước sốt mà chấm rau nè đó, đó, quá chừng luôn Rồi ở đây bán gừng, gừng đỏ, gừng trắng Những cái gừng này là người ta dùng để ăn với sushi Rất là ngon Kim chi nữa nè chai thủ kim chi như vậy 20 đô Quá chừng Chắc mình mua một ít tàu phù về ăn quá các bạn ơi Nhìn tàu phù ở đây rất là ngon Đó, mua cái loại nào mà mình chiên được đó các bạn Loại này này chiên lên được Còn cái loại nấu súp nó riêng, nó mềm hơn Trong này bán hành lá, rồi rau thơm bán đầy đủ Đó, mình thích loại nào thì mình mua Ở trong này là cần tây này các bạn Bán nguyên thùng vậy cũng rẻ lắm á uhm, Hành bơ tỏi tay đó Quá chừng luôn 6 đô một bịch thôi Ở đây một loại dưa leo dài Dưa leo này thì ăn cũng giòn giòn ngon ngon Nhưng mà mua nhiều vậy ăn có hết không Mấy đứa nhà mình thì thích dưa leo nhỏ hơn À mình thấy dưa leo nhỏ ở trên rồi Chắc mình để dưa leo lớn lại Mình lấy dưa leo nhỏ thôi Về dưa leo nhỏ này ăn giòn Giòn lắm, ngọt lắm ha Một bịch như vậy thì khoảng hơn 4 đô thôi Khoảng 5 đô la đó các bạn Đó Khoảng 100 ngàn một bịch Một bịch như này thì khoảng hơn ký Rồi măng tay nữa nè Quá chừng Măng tay rất là tươi ngon Mình cũng mua một ít măng tay về đó, ngày nào thì mình cũng sắc măng tay hột 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 Mình chiên cơm với mình xào gì cho con mình ăn Cũng có măng tay hết đó, rồi ớt nè tất cả những loại ớt ở đây bán rất là nhiều đó cái loại ớt gì màu cam cam ngộ chưa rồi loại bắp cải mini nữa nè ừ, bán rất là nhiều thứ ở đây ở đây là chợ này là bán rẻ nhất rồi đó các bạn bán theo giá sĩ mà đó ở trên này bán trái thù lù nè giống trái thù lù thôi chứ ở mỹ người ta đặt là tomato giống như cà chua của người mẹ đó ừ, ăn rất là chua thì salad người ta cũng bán nguyên thùng nè rau nữa nè đó mình mua hộp cũng được mà mua nguyên thùng cũng được nguyên thùng sao ăn cho hết đây không biết nữa rồi trái mâm xôi nữa nè quá chừng luôn ở đây mâm xôi đỏ nè đó rồi mâm cái này là xoài cái kia là bưởi rau này các bạn ta trộn đủ loại rau ta bán một bịch có 4 đô thôi đó nguyên thùng thì 27 đô ở trên này là nấm, người ta cũng sắc sẵn nè Ở dưới nấm nguyên thùng nè Cà rốt, bán một bịch cà rốt dày Mấy chục phào đó, có 10 đô thôi Rất là rẻ Ở nhà hàng, mình thấy vô đây mua không à Đó, giá nữa, một bịch Bự như thế này, có 4 đô la thôi <laughs> Rẻ ha Quá chừng luôn Đó, nguyên thùng thì hơn 16 đô Trái bí ngồi cũng bán nguyên thùng nè Mua cái gì mua ít cũng có Mà mua nhiều cũng có <laughs> Ai mở nhà hàng thì mình mua thùng Còn gia đình thì mình mua một bịch nhỏ nhỏ thôi Dưa leo nữa nè Đó Thông thông mua dưa leo mà các bạn Mùa bí ngồi luôn Bây giờ người ta bán cũng rẻ lắm Thì rau thơm, rau húng lũi là bán ở đây mắc nhất nè các bạn Đó Một bịch như thế này là một phao Khoảng nửa ký Nửa ký khoảng 11 đô đó các bạn là nửa ký khoảng hơn 200 ngàn tiền Việt Nam Rất là mắc Bánh mì Wow, bánh mì gạo lứt rồi Bánh mì thường, bánh mì này không biết ăn Có giống bánh mì bên Việt Nam không nữa <laughs> Nhìn ổ bánh mì là nhớ bánh mì bên Việt Nam vô cùng luôn Thêm Wow Thôi, hôm nay mình sẽ lấy một bịch bánh mì ngọt bơ sữa này về cho đứa con trai mình nó rất là mê loại này Thôi, đi ra xe, đi ra xe, mình tìm chiếc xe ông xã ở đâu rồi ừ, Người ta bán cũng thơm, rồi dưa lưới, rồi dưa gan, rồi táo, bán đầy đủ, nguyên một dọc như vậy thôi Mình quay một lượt sơ sơ cho các bạn xem thôi Bây giờ chuẩn bị đi ra về rồi các bạn, cà chua nè, người ta bán nguyên thùng nè Wow đó ông xã đợi mình không được đang tính tiền rồi thôi mình bỏ bịch bánh mì lên tính tiền vô lấy thêm hộp bột nem nữa các bạn thiếu bột nem <laughs> vô lấy ha rồi đi ra tính luôn rồi đi về một thể để xem còn thiếu cái gì nữa không đó người ta đang tít 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 rồi tính tiền đó à, các bạn biết hôm nay làm sao mà mình không có quay trực tiếp mà mình phải ngồi xuống mình nói tại vì ở trong chợ này người ta mở nhạc đó các bạn nghe nhạc thì khi mình quay vô mình đăng trên uh, youtube thì bị vi phạm bản quyền cho nên mình phải ngồi xuống mình nói từng đoạn từng đoạn đó gia đình của mình đã tính tiền xong rồi bây giờ đẩy ra lên xe rồi đi về đó hơi nặng ha đó, ông xã mình hay vô đây mua gạo lắm gạo đây bán rất là rẻ gạo này sản xuất ở mỹ nha các bạn đó khiên ba bao gạo lên rồi bây giờ mình phụ khiên những <laughs> đồ nhẹ nhẹ rồi bỏ lên rồi để máu mau rồi đi về nha các bạn cũng hơi đói bụng rồi đó đi chợ lâu đói bụng <laughs> lên chắc mở hộp cốm này ra cho đứa con trai mình ăn đứa con trai mình thích cốm lắm đó chắc tất cả đồ đạc lên xe sắp xong chưa quá chừng luôn rồi đầy đủ chưa nhiều lúc mình đi chợ còn quên đó các bạn nó quên đồ ở xe các bạn ơi hôm nay đi chợ như vậy đã xong rồi đó tạm biệt các bạn nha bây giờ gia đình của mình lên xe đi về thôi ngon ngon ngọt mùi nho các bạn nói anh mình đi chợ livestream cho các bạn xem nhưng mà mỗi lần livestream á nó mờ thì là mờ Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha các bạn ơi nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn